Nhiều năm sống nơi xứ người, chàng Điệp Trí Tâm còn gắn bó với nghệ thuật. Nghệ sĩ Trí Tâm, tên thật là Dương Trí Tâm, sinh năm 1952 tại quận Trà Ôn, Vĩnh Long. Với đông đảo khán giả yêu cải lương, nghệ sĩ Trí Tâm được yêu mến và vụt sáng trở thành giọng ca hàng đầu cùng Thanh Kim Huệ khi góp giọng trong bờ cải lương Lan và Điệp. Được biết trong khoảng 3 năm nay, vợ chồng nghệ sĩ Cải Lương Trí Tâm đã về Việt Nam sinh sống. Xuất hiện tại gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Trí Tâm hiếm hoi chia sẻ về đời tư với nhiều góc khuất. Từng bôn ba nơi đất khách quê người, từ Pháp đến Mỹ để mưu sinh. Cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn và chạm dừng cuối cùng đầy viên mãn với người bạn đời tâm giao hiện tại. Nghệ sĩ Trí Tâm chia sẻ vì nhà ở gần dạp hát từ nhỏ nên anh thường xuyên được nghe những bài vọng cổ cải lương. Ngay từ năm 6 tuổi, nghệ sĩ Trí Tâm xin gia đình theo học các nhạc sĩ cổ nhạc danh tiếng trong vùng. Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rất sớm, 14 tuổi, nghệ sĩ Trí Tâm đã cho ra mắt địa hát Tâm sự em bé bán báo, Tâm sự em bé đánh giày, Khoảng thời gian sau đó, nghệ sĩ Trí Tâm theo hát cho đoàn dạ Quang Châu, Kim Trung năm Kim Trung 2 nổi danh qua nhiều vở diễn. Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Trí Tâm sang Pháp định cư theo diện Bảo Lãnh. Trong nhiều năm bôn ba ở xứ người với nhiều lần chuyển chỗ ở qua hai quốc gia Pháp và Mỹ, trải qua nhiều nghề mưu sinh và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật Cuộc đời người nghệ sĩ đa tài không ít lận đật, có những thời điểm công việc ca hát gặp không thuận lợi, nhưng với bản lĩnh của người nghệ sĩ, Trí Tâm cố gắng vượt qua và thành danh như hiện tại. Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Trí Tâm kết hợp với nhiều tài nữ của nghệ thuật cải lương như Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy, Hương Lan. Từ mối tình lãng mạn ngọt ngào trên sân khấu, xe duyên ông với nghệ sĩ Hương Lan nên duyên vợ chồng. Thế nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 7 năm rồi cả hai chia tay. Chỉ khó khăn một vài năm đầu, mình cũng nghe Phật Pháp và ngộ ra một điều là cái duyên. Khi một người gặp một người thì từ đó có một cái duyên với nhau. Rồi sau đó mình hết duyên giống như mây hợp rồi tan thì mình cũng an ủi không lấy gì làm buồn. Nghệ sĩ Trí Tâm giải bày. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, nghệ sĩ Trí Tâm cũng bén duyên với một vài mối tình khác trong khoảng thời gian sống tại Mỹ nhưng không đi đến kết quả. Năm 96, ông quay về Việt Nam và gặp được người vợ hiện tại là cô Minh Tuyền. Cô Minh Tuyền cho biết, trước khi nên duyên làm vợ chồng, hai người chỉ xem nhau là anh em bởi gia đình hai bên quen nhau từ trước mãi đến sau này khi cả hai đều không trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân gặp lại nhau sau nhiều năm phiêu bạt duyên số một lần nữa đưa đẩy cho cặp đôi đến với nhau được sự ủng hộ từ đôi bên gia đình nghệ sĩ trí tâm và vợ minh tuyền đến với nhau theo tiếng gọi con tim trạm rừng này có lẽ là trạm rừng cuối rồi cô tuyền đối với tôi rất tốt cô đã dành tình thương cho tôi cũng như săn sóc sức khỏe nhắc nhở nhau từng cái trong cuộc sống để ổn định hơn nghệ sĩ trí tâm tâm sự không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, cô Minh Tuyền luôn đồng hành cùng nghệ sĩ Trí Tâm trong các buổi biểu diễn. Nhìn lại quãng thời gian đầy thăng trầm, nghệ sĩ Trí Tâm cho biết điều chăn trở hiện tại là ít gần gũi với con cái và gia đình. Đời sống bên Mỹ thì các cháu cũng lớn và có cuộc sống riêng tư. Những lúc nhớ nhau thì về Mỹ thăm con thăm cháu, chứ ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng. Nghệ sĩ hài hước tâm sự. Từ nước Mỹ xa xôi, cô con gái út gửi những lời yêu thương đến ba mẹ, thông qua lá thư tay xúc động trước tình cảm của con gái nghệ sĩ trí tâm có những tâm tình khiến em sinh ngọc lan xúc động rơi nước mắt tôi cảm thấy con của mình chưa đủ lông đủ cánh để bay ra ngoài nhưng các con tự tin là đã đủ rồi làm cha mẹ thì lúc nào cũng thương con và nghĩ rằng các con lúc nào cũng ngây thơ khờ dại ra ngoài đời dễ vấp phải cạm bẫy nên mình cũng lo lắng nhưng mỗi đứa lựa chọn cuộc sống riêng cho nên tôi cũng chiều và ủng hộ ba thương tất cả các con cuối chương trình gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Trí Tâm đặc biệt dành tình cảm với vợ, người đồng hành chăm sóc mấy chục năm nay bằng một nụ hôn chất chứa yêu thương. Với niềm vui và hạnh phúc đông đầy trong giọng nói nhiệt thành, nụ cười bình dị, nghệ sĩ Trí Tâm cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu mến và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật. Ở độ tuổi 70, nam nghệ sĩ vẫn giữ được sức khỏe tốt, cùng niềm đam mê nghệ thuật bất tận. Cuộc sống hiện tại của chàng điệp Trí Tâm sau nhiều năm bôn ba xứ người. Nghệ sĩ Trí Tâm tên thật là Dương Trí Tâm sinh năm 1952 tại quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Với những người yêu cải lương, Trí Tâm được yêu mến và trở thành giọng ca hàng đầu cùng Thanh Kim Huệ khi góp giọng trong vở cải lương Lan và Điệp. Gần đây xuất hiện tại gõ cửa thăm nhà tập 130, nghệ sĩ Trí Tâm hiếm hoi chia sẻ về đời tư với nhiều góc khuất. Ông kể, vì nhà ở gần dạp hát nên từ nhỏ Trí Tâm thường xuyên được nghe những bài vọng cổ cải lương. Năm 6 tuổi ông xin gia đình theo học với các nhạc sĩ cổ nhạc danh tiếng trong vùng, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rất sớm. Năm 14 tuổi, người nghệ sĩ đa tài đã cho ra mắt địa hát Tâm sự em bé bán báo Tâm sự em bé đánh giày Khoảng thời gian sau đó Trí Tâm theo hát cho đoàn dạ Quang Châu Kim Trung 5, Kim Trung 2 và nổi danh qua nhiều vở diễn Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Trí Tâm sang Pháp định cư theo diện Bảo Lãnh Ông có nhiều năm bôn ba xứ người với nhiều lần chuyển chỗ ở qua hai quốc gia Pháp và Mỹ trải qua nhiều nghề để mưu sinh và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật Cuộc đời người nghệ sĩ đa tài không ít lận đận có những thời điểm công việc ca hát gặp khó khăn, nhưng với bản lĩnh của mình, Trí Tâm cố gắng vượt qua và thành danh như hiện tại. Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, Trí Tâm kết hợp với nhiều tài nữ của nghệ thuật cải lương như Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy, Hương Lan. Mối tình lãng mạn ngọt ngào trên sân khấu đã xe duyên ông với nghệ sĩ Hương Lan thành vợ thành chồng. Thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 7 năm, rồi cả hai chính thức đường ai nấy đi sau khi đã có con. Chỉ khó khăn một vài năm đầu, mình cũng nghe Phật pháp và ngộ ra nhiều cái duyên. Khi một người gặp một người thì từ đó có một cái duyên với nhau, rồi sau đó mình hết duyên giống như mây hợp rồi tan thì mình mình cũng ăn ủi không lấy gì làm buồn. Nam nghệ sĩ giải bày, sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, nghệ sĩ Trí Tâm cũng bén duyên với một vài mối tình khác trong khoảng thời gian sống tại Mỹ nhưng không đi đến kết quả. Năm 96, ông quay về Việt Nam và gặp được người vợ hiện tại là Minh Tuyền. Bà Minh Tuyền cho biết, trước khi nên duyên vợ chồng, hai người chỉ là anh em, bởi gia đình hai bên có quen nhau từ trước. Mãi đến sau này, khi cả hai đều không trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân, gặp lại nhau sau nhiều năm phiêu bạt, duyên số lại một lần đưa đẩy cho cặp đôi đến với nhau, được sự ủng hộ từ đôi bên gia đình nghệ sĩ trí tâm và vợ minh tuyền đến với nhau theo tiếng gọi con tim trạm rừng này có lẽ là trạm rừng cuối rồi Cô Tuyền đối với tôi rất tốt, cô đã dành tình thương cho tôi cũng như săn sóc sức khỏe, nhắc nhở nhau từng cái trong cuộc sống để ổn định hơn. Nghệ sĩ Trí Tâm tâm sự, không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, Minh Tuyền luôn đồng hành cùng nghệ sĩ Trí Tâm trong các buổi biểu diễn. Nhìn lại quãng thời gian thăng trầm, nam nghệ sĩ cho biết, điều trăn trở hiện tại là ít gần gũi con cái và gia đình. Đời sống bên Mỹ, các cháu cũng lớn và có cuộc sống riêng. Những lúc nhớ nhau thì trở về Mỹ thăm con, thăm cháu thôi. Chứ ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng. Nghệ sĩ hài hước tâm sự ngồi trước mâm cơm đầm ấm ngọc lan bất ngờ gửi đến món quà ý nghĩa cho vợ chồng nghệ sĩ tri tâm từ nước mỹ xa xôi cô con gái út đã gửi những lời yêu thương đến ba mẹ thông qua lá thư tay Xúc động trước tình cảm của con gái, nghệ sĩ Trí Tâm có những tâm tình khiến em sinh Ngọc Lan xúc động rơi nước mắt. Tôi cảm thấy con của mình chưa đủ lông đủ cánh để bay ra ngoài, nhưng các con tự tin là đã đủ rồi. Làm cha mẹ thì lúc nào cũng thương con và nghĩ rằng các con lúc nào cũng ngây thơ, khổ dại, ra ngoài đời dễ vấp phải cạm bẫy, nên mình lo lắng. Nhưng mỗi đứa có lựa chọn cuộc sống riêng, cho nên tôi cũng chiều và ủng hộ, ba thương tất cả các con. Cuối chương trình, nghệ sĩ Trí Tâm đặc biệt dành tình cảm với vợ, người đồng hành chăm sóc mấy chục năm nay bằng một nụ hôn chất chứa yêu thương. Được biết trong khoảng 3 năm nay, vợ chồng nghệ sĩ đã trở về Việt Nam sinh sống. Ở độ tuổi 70, nam nghệ sĩ vẫn giữ được sức khỏe tốt cùng niềm đam mê nghệ thuật bất tận. Nghệ sĩ Trí Tâm hiếm hoi trải lòng về cuộc hôn nhân tan vỡ với Hương Lan. Nghệ sĩ Trí Tâm tên thật là Dương Trí Tâm, sinh năm 52, tại Trà Ôn, Vĩnh Long. Với đông đảo khán giả yêu cải lương, Trí Tâm được yêu mến và phục sáng trở thành giọng ca hàng đầu cùng Thanh Kim Huệ khi góp giọng trong vở cải lương Lan và Điệp. Được biết trong khoảng 3 năm nay, vợ chồng nghệ sĩ Cải Lương Trí Tâm đã trở về Việt Nam sinh sống. Xuất hiện tại gõ cửa thăm nhà tập 130, Trí Tâm đã có những tiết lộ về góc khuất trong cuộc đời và cuộc sống bình dị viên mãn hiện tại. Theo chia sẻ từ nghệ sĩ Trí Tâm, vì nhà ở gần giáp hát, nên từ nhỏ ông thường xuyên được nghe những bài vọng cổ Cải Lương. Ngay từ năm 6 tuổi, ông xin gia đình theo học với các nhạc sĩ, cổ nhạc danh tiếng trong vùng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rất sớm. Năm 14 tuổi, người nghệ sĩ đa tài này đã cho ra mắt đĩa hát Tâm sự em bé bán báo, Tâm sự em bé đánh giày. Khoảng thời gian sau đó, nghệ sĩ Trí Tâm theo hát cho đoàn Dạ Quang Châu, Kim Trung năm, Kim Trung 2 và nổi danh qua nhiều vở diễn. Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Trí Tâm sang Pháp định cư theo diện bảo lãnh. Trong nhiều năm bôn ba ở xứ người, nam nghệ sĩ nhiều lần chuyển chỗ ở qua hai quốc gia Pháp và Mỹ, trải qua nhiều nghề để mưu sinh và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Cuộc đời người nghệ sĩ đa tài không ít lận đận. Có những thời điểm, công việc ca hát gặp không thuận lợi nhưng với bản lĩnh của người nghệ sĩ, Trí Tâm cố gắng vượt qua. Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, Trí Tâm kết hợp với nhiều tài nữ của nghệ thuật cải lương như Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy, Hương Lan. Từ mối tình lãng mạn ngọt ngào trên sân khấu, đã xe duyên ông với nghệ sĩ Hương Lan nên duyên vợ chồng. Thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 7 năm rồi cả hai chia tay sau khi đã có hai con. Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Trí Tâm trải lòng về cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn với danh ca Hương Lan. Ông tâm sự, như quý vị đã biết, vợ cũ của Trí Tâm là nghệ sĩ Hương Lan. Bên gia đình Hương Lan có quốc tịch Pháp, cho nên cưới nhau tới tháng 2 năm 78, thì gia đình qua Pháp theo diện hồi hương. Dĩ nhiên cuộc sống bên Pháp không giống Việt Nam. Có nhiều chuyện không thuận lợi đối với nghề hát của mình, cho nên cái duyên cả hai cũng hết với nhau. Khoảng năm 82 thì bắt đầu xa nhau, mình cũng nghe Phật Pháp và ngộ ra một điều là cái duyên. Khi một người gặp một người thì từ đó có một cái duyên với nhau, rồi sau đó mình hết duyên, giống như mây hợp rồi tan thì mình cũng an ủi, không lấy gì làm buồn. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, nghệ sĩ Trí Tâm cũng bén duyên với một mối tình khác trong khoảng thời gian sống tại Pháp, nhưng không có kết quả. Một thời gian sau, ông sang Mỹ hoạt động nghệ thuật. Năm 96, ông quay về Việt Nam và gặp được người vợ hiện tại là Minh Tuyền chia sẻ về chương trình bà minh tuyền cho biết trước khi nên duyên làm vợ chồng hai người chỉ xem là anh em bởi gia đình hai bên có quen nhau từ trước mãi đến sau này khi cả hai không trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân được gặp lại sau nhiều năm phiêu bạt duyên số lại một lần đưa đẩy cho cặp đôi đến với nhau được sự ủng hộ từ đôi bên gia đình nghệ sĩ trí tâm và minh tuyền đến với nhau theo tiếng gọi con tim không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng minh tuyền luôn đồng hành cùng nghệ sĩ trí tâm trong các buổi biểu diễn trạm rừng này có lẽ là trạm rừng cuối rồi cô tuyển đối với tôi rất tốt cô đã dành tình thương cho tôi săn sóc sức khỏe nhắc nhở nhau từng cái trong cuộc sống để ổn định hơn nam nghệ sĩ tâm sự nhìn lại quãng thời gian thăng trầm nghệ sĩ trí tâm cho biết điều chăn trở hiện tại là ít gần gũi với con cái và gia đình đời sống bên mỹ thì các cháu cũng lớn có cuộc sống riêng tư những lúc nhớ nhau thì về mỹ thăm con thăm cháu thôi chứ ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng nghệ sĩ trí tâm tâm sự ngồi trước mâm cơm đầm ấm, Ngọc Lan bất ngờ gửi đến một món quà ý nghĩa cho vợ chồng nghệ sĩ Chi Tâm. Từ nước Mỹ xa xôi, cô con gái út gửi những lời yêu thương đến ba mẹ thông qua lá thư tay. Cuối chương trình gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Chi Tâm đặc biệt dành tình cảm với vợ đã chăm sóc mấy chục năm nay bằng một nụ hôn chất chứa yêu thương với niềm vui và hạnh phúc đông đầy trong giọng nói nhiệt thành, nụ cười bình dị. Nghệ sĩ Chí Tâm cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu mến và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật.